Mấy tháng trước thấy nước trong ruộng xuống xả tưởng nước đục, cá nó không ăn hết ăn. Vậy là mấy tháng trước nhiều hơn nha. Con tháng mười à. Dạ. Chào mọi người nha, hôm nay đi giết cá với ông chú. Quay phim lên luôn. Cọc lúa này là mình cọc hôm qua hả chú? Không chú. Một vé thả luôn. Nhỏ quá hả? Ngược nắng. Dạ. Lên cá. Lên cá. Đang dưới 500 mét không chú? Cây số hả? Mùa này không có cột vạt trên ha. Cột vạt dưới không ạ? Rồi trước còn có anh tiếp. Dính cá vô cà vô con rồi. Có rồi đó. Cá nó trứng không rồi đó.
Anh em cá mấy giớt đây, bông ốc nóc. Có dễ biết ha, có bún bật 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 ha. Dính một bé. Một con, hai con, rớt này rớt con này. Con ba con đúng chú gấp để cho nằm nó luôn, dắt cái luôn đi, dắt cái hai cái nữa xong luôn rồi. Còn bộ dưới nó xong đó hả chú? Ít nhạt luôn. Cá bự này quậy quá. Bữa cuối. Không, ở bữa cuối được con. Bà tiếp vô chú ông bà nha. Xong rồi chú giật máy về. Cũng nhiều quá chú. Cũng nhiều quá. Con ngồi ở đây luôn ha. Rồi em. Rồi đi về. Đi câu. Đi về gánh trong mồi đi câu. Lên trên kia câu. Kiếm cá chim đây. Thank you.